Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Hôm nay là thứ ba, ngày 1 tháng 3 2022. Mai vàng Nguyễn Dũng lại tiếp tục chào với các bạn một lô mai mà nhà vườn mới vừa chuyển về. Mai đây là cái mai giống các bạn ha. Đây là mai giảo hộp. Mai này và mai tàn là chúng ta trồng để chúng ta tiếp tục chăm sóc để Tết năm sau chúng ta có thể chơi. Mọi liên lạc giao dịch thì các bạn vui lòng gọi trực tiếp cho anh Dũng theo số điện thoại là 0979717174. Vườn mai vàng Nguyễn Dũng tọa lạc tại khu phố 7 phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh các bạn, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khi xem phim thì các bạn đừng quên nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Nông Thôn những video mới nhất các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Dũng quen thuộc của vườn kiển Nguyễn Dũng. Rồi chào Dũng. Dạ em chào anh Nam và chào cô chú bác chị em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay đến hẹn lại lên ha. Hôm nay là ngày 1 tháng 3 đầu tháng. Em vườn em cũng có chào một số mai tàn nha. Mai tàn và một số như nãy anh Nam có nói là em mới về một lô nữa nha. Về thường về đều nha. Anh cô chị em cô bác nào mua số nhiều số lượng thì đều có nha, giá hữu nghị. Đây nói chung là sỉ lẻ cũng có hết không? Cảm ơn cô chú bác chị em cũng ủng hộ em để em có tiện làm cái bản mới. Nhờ ủng hộ mới có kinh phí làm này phải không? Vườn kiển Nguyễn Dũng ha, điện thoại Zalo 0979717174. Nay em có thêm cái số nữa 0905208588 ha. Rồi. Chị em mua bán các bạn có thể liên lạc mua em là số này. Cứ đọc đúng số ha, đọc đúng số thì em giao đúng hàng ha, không có cần phải lo ngại nghĩ ngợi. Em có xin nói thêm một số ít về một điều nha. Bây giờ ở ngoài miệt ngoài á, nó hay bị dịch á, nhiều chỗ dùng nó không có nhận hàng. Bên em giao bên Viettel thì bên đó nó không có người giao nhận, nhưng mà không người giao thì nó hơi phiền phức. Thì ví dụ anh chị em cô bác nào mà có nhảy mua mà có quen nhà xe đó, vừa rồi em có gửi đi Huế được khoảng gần chục cây thì người đi Quảng Ngãi, Quảng Nam đi Huế thì ok hết, nhà xe đưa tới nơi rồi mình ra tới mình lấy, hoặc Bình Phước. Em vừa rồi cũng có cái Bình Phước là giao tới nhà cái bỏ xuống đi. Mà cái những trường hợp đó thì khi em ra nhà xe, em giao cho nhà xe rồi á, thì em chụp cái hình này hoặc là em quay video em quay trực tiếp qua Zalo á, cho biết là em đã giao cho nhà xe, thì mấy cô chú bác chị em có thông cảm là chuyển khoản cho em, tại nhà xe không thu hộ. Đó là nhà xe nó bảo đảm, nó lấy luôn, nó đã nhận hàng rồi đó. Thì mong cô chú bác chị em nào có nhảy ủng hộ em á, thì mà khó khăn về trường hợp ấy thì liên hệ nhà xe, em chở tới nhà xe, em giao nhà xe là tất cả em cũng phải bao ship hết ha. Rồi em bắt đầu chương trình báo giá ngày 1 tháng 3. Giờ mình nhắc lại cái giống mai của mình đi em. Dạ, mai em là mai giảo nha cô chú bác. Giảo của em thì giảo hột zin. Nếu mà nói về giảo thì nếu mà zin á, trồng từ hột lên thì thế nào cũng phải có 5 cánh thôi. Chứ không thể nào, em thật lòng mua bán thì có sao nó vậy. Anh chị em cô chú bác nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mà phải hiểu là em thật lòng em nói. Chỉ có ghép thì nó mới chuẩn từ 8 tới 12 cánh, còn mà zin hột dù có giảo thủ đức hay giảo gì nó cũng phải có 5 cánh trở lên. Thì em không thể nào nói với cái dạng mà theo kiểu mà bao cánh 8 tới 12 cánh, em chỉ nói từ 5 cánh lên, 5 cánh ít mà 5 6 cánh ở đây có nhiều cái mà hôm qua em bán rồi, hôm qua em có cây tính làm mẫu mà tới 6 7 8 cánh, 9 cánh. Thì mong cô chú bác cho em thông cảm ha. Mai này mày giảo ha. Có bông 7 cánh à. Hai bông 7 cánh đây. Để 5 đó, đó. Quay đây nè các bạn. Đây cái khu vực này, đây là cái lô hàng này là chuẩn bị báo giá đây cho các bạn xem cái mặt bông của nó. Cái bông mà khi mà các bạn mà trồng mai từ hộp á thì cái bông nó không có đều bông cũng như là mai ghép. Nó có từ 6 cánh, 5 6 7 8 10 thậm chí 12 cánh là chuyện bình thường thôi ha. Đúng rồi. Bởi vì khi mà các bạn chơi cái dòng mai này thì các bạn phải chấp nhận cái chuyện đó thôi. Nhưng mà bù lại thì cái mai này thì nó có sức sống rất là mạnh, rất là dễ chăm sóc. Đấy. Rồi, ok các bạn ha. Rồi bây giờ không mất thời gian cô bác và anh chị, chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc. Rồi, em xin báo giá cái số 1. Hôm nay em có đổi mới chút xíu là em ghi sẵn ha. Cái hoành này em đi sẵn chỉ chiều cao này nọ thôi ha. Em ghi sẵn ha. Đây, cây số 1, hoành 18. Cao 1m34. Em đo đôi khi nó hụt cao hơn hoặc hụt chút xíu thông cảm nha. Cái gì nó cũng sẽ sót mà. Đáng ngang 1m
mét 2 đi, mét 3 cho mét 2 đi. À. Cây số 1 vành 18 giá 900 ngàn ha. 900 ngàn cho cây số 1 cái đầu tiên, em số 1 em đầu tiên. Rồi, cây số 2. Cao mét rưỡi. Rồi, nó ngang 1m15, 1m2, 1m15 đi, 1m1 cũng được. Cây số 2, hoành 17, giá 800 ngàn. 800 ngàn. Tất cả em bao ship hết nha. Để ơi, đã bông mà về cô chú bác, anh chị em á, chịu khó lặt bông bỏ ha, mình xả tàn mình. Bao ship. Dạt xuống ha. Bao ship cả nước mà mai chỉ có 800 ngàn thôi các bạn ha. 800 ngàn bao ship cả nước thì còn có 600, 500 mấy, 600 em đi gửi bu. Tiền ship đi xa là mất hết 300 rồi. 200 mấy, 300. 200 mấy, 300 tiền ship. Rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục. Hôm nay cái lô hàng đây là mai khá, giá khá là đẹp. Dạ. Cây số 3. Nguyên do nó có nổ rồi trước Tết, cái lô này người ta không có bán bông bông, thành ra không có xả tàn, người ta không có lạc lá. Đem mai về phải hái lá để giữ cho cái cây đỡ mất sức, thì bây giờ nó mới bung nụ lên về. Các bạn xem mặt bông xong hái bỏ. Rồi, mét 4, cao 1m4, bán ngang 1m3, 3 thôi, 3 mấy cho mét 3. Cây số 3, hành 18, giá 1 triệu ha. Đây, tàn tròn đẹp, bông nụ ha. Giờ cô chú bác xả tàn xuống, cắt bớt mấy cái nhánh nhỏ nhỏ trong này ha, rồi xả tàn đều xuống rồi bứt bỏ bông nha, đừng để bông nha, bông yếu cây à. Rồi cây số 3 hoành 18 giá 1 triệu. 1 triệu. Cây số 4 rồi, cho mét 4 đi, mét rưỡi cho mét 4. Bán ngang 1m2, cho 1m1 cũng được. Cây số 4, hành 19. Cây số 4, hành 19, giá 900, bao ship ha. Hành 19, giá 900. Nãy cô chú bác thấy cái mặt bông rồi đó. Nó cũng có 5 cánh, 7 cánh đó nha, 10 cánh, 12 cánh, nhưng mà tùy mình chăm sóc và kỹ là ok. Cây số 5, hành 15. 1m5 cho 1m4 đi. Tán ngang 1m. Cây số 5 hành 15 giá 700 ngàn. 700 ngàn. 700 ngàn rồi ship 200 rồi còn 500 rồi. Bông quá trời ha. Cây mạnh bông quá trời. Cô chú bác hỏi sống không thì em không biết nó làm sao luôn. À, nó đang nhú bông mà. Bông quá trời. Nếu mà nó yếu là nó rụng nụ hết rồi. Cây số 6, hành 18. Số mấy? Cây số 6, hành 18. À, các bạn kia nghe là số 8. À, cái này lộn rồi. À, số 6 hả? Ghi số rõ rồi. Kỹ rồi mà. Hôm nay kỹ, hôm nay là ghi ghi rõ cho dán giấy cho khỏi bay màu luôn. Rồi, 1m6 cho 1m5 đi. 6 cho 1m5. Tán ngang 1m1. Rồi, cây số 6, hoành 18, giá 900. 900. Bao ship. Cây mạnh khỏe ha. Cái này nói bao sống nữa thì em không biết, khỏi cần bao sống ha. Bông nụ quá trời, nó đang ra nè. À, lô hàng này mang rất là rẻ. À, phục vụ cho các bạn trẻ có nhu cầu mà thích chơi nhưng mà do điều kiện chúng ta không có mua được những cây mai đỉnh thì các bạn mua cái này về các bạn dưỡng, chịu khó dưỡng. À, đúng rồi. Mình không có điều kiện mua mai đỉnh, mua những cái mai nhỉnh. Cái mai đỉnh, mua cái mai nhỉnh ha. Đỉnh không được thì chơi mai nhỉnh thôi các bạn. Tết cũng có cây hoa. Cũng có bông, có hoa. Cây số 7, hoành mét, cao mét tư. Hoành 19, cây số 7, hoành 19. Cao tư này chắc là đều rất tròn nha. Tròn tàn luôn. Mét tư đi. Mét tư, ngang. Cây số 7, hoành 19. Giá 1 triệu mốt ha, cây này rất tàn tiền đẹp lắm nha. Rồi. Mấy cây này ai mà chịu khó để ý được không? Cái dạng dạng muốn sụ nách không à.
Xù nách chiếc em giờ mới muốn xù lông luôn. Cây số 8, hoành 19. 1m6 cho 1m5 đi, 1m5. Tán ngang 1m1. Cây số 8, hoành 19, giá 900 ha. 900. Mấy cây cô chú bác thấy không phải thiếu tàn đâu nha, tại vì nó ấy mình kéo ra ha, kéo giãn ra nó đều cành ha. Giờ mình giãn kéo ra, mình kéo dây cột lại ha. Rồi. Cây số 9. Số 9. Cao 1m4, 1m3. Nó ngang 1m. Cây số 9, hoành 16, giá 700 ha. 700. Đợt này em cũng như đợt trước là cứ mua 10 cây em ba em tặng một cây nha, quên cái vụ đó. 10 cây tặng một cây đồng giá đúng không? Dạ, đồng giá. Tặng các bạn lưu ý là quà tặng đồng giá. Dạ. Chứ không phải là mua 10 cây tặng cây giá 100. Mua 10 cây giá 1 triệu tặng cây giá 100. Tại vì bớt cây 100 thì tặng cây cho nó hay đi. Cho nó gọi là có chút quà kỷ niệm phải không? Dạ, chương trình quà kỷ niệm. Kỷ niệm, chút kỷ niệm. Bớt thì không bớt mà tặng thôi. Rồi, hoành em cao ơi, tán ngang 20. Mình xin lỗi, tán ngang 1m2. Cao 1m4. Cây số 10, hoành 18, giá 800. Cái này dài dài rồi, cô chú bác nha, nó ngắn ngắn là sạc bằng nó ha. Sạc bằng nó là nó đều cây rồi. Bao giờ chứ nó rất đều cây. Ok. Vậy các bạn kéo tàn lại là do cây mai này được trồng công nghiệp á, trồng rất là nhiều cây, thành ra khi mà cây nọ nó lấn cây kia thì cái vấn đề mà nó cái tàn nó hơi lép chút xíu là cái chuyện bình thường khó tránh khỏi. Rồi chúng cây ta tiếp số tục. 11, hoành 20. Mở số 11. Cao 1m35, 1m4 vậy đó, cho 1m3 cũng được. Đây là tàn tròn đẹp nè, mấy cây tàn tròn đẹp quá. Bông núp quá trời nha. Tán ngang 1m1m1, 1m2 cho 1m1 đi. Đó. Cây số 11, hoành 20, giá 1 triệu ha. Bút nụ quá trời ha. 1 triệu. Giờ nhớ cô chú bác nhớ nhặt bông nha, đừng để bông nó yếu cây năm sau ít. Vậy các bạn chỉ cần thấy mặt bông rồi á, nhìn biết cái mai của mình có mặt bông rồi. Các bạn khi mà trồng với hái hết đã bông, nhất là không nên để trái ha. Cây nó sẽ bị mất sức. Cây số 12, hoành 19. Số 12, hoành 19. Cao 1m5 ha. Tán ngang 1m15, 1m1 đi. Cây số 12, hoành 19, giá 900.000. 900.000. Tất cả đều bao ship toàn quốc nha. Em nhắc lại những cô bác nào mà cái địa phương bị Covid á, nói em nếu mà quen nhà xe em gửi nhà xe ra nha. Tiếp tục danh ơi. Cây số 13. Ờ 13. Hành 18. Cây này quá trời nụ luôn ha. Cái loại này nó quá nhiều nụ mà. Cái đợt này nhiều nụ. Cái này Tết cái cây này chơi đẹp à. Cây này 1m5. Nụ quá trời là siêu nụ. Tán ngang 1m1. Cây số 3, hành 18, giá 900. 900. Quá đẹp. Cây này đẹp. Siêu nụ. Cây số 14. Cái cây mà nụ tươi như vậy thì khỏi hỏi em có 36 nha. Cái sống như vậy nó mới xấu nha. Nó có sức khỏe. 1m35 cho 1m3. Có sức khỏe nó mới bung nụ ra. Bung nụ xong rồi nó bung chồi ra. 1m15 cho 1m1. Cây số 14, hoành 16, giá 700.000.
bao ship toàn quốc ha. 700.000, cái lô này là từ 1 triệu trở xuống ha, chưa có em nào mà vượt quá cái ngưỡng cửa 1 triệu. Dạ. Ok, chúng ta tiếp tục. Để lôi cái giá gì người ta dễ chơi anh. Chứ thấy quá nó giá cao quá, nhiều người không có, mới tập chơi cũng không dám chơi. Cây số 15. Cao 1m3, cho 1m4 cho 1m3 đi. 8.000. 1m25, 1m2 đi. 1m3 đó. Cây số 15 hành 17 giá 900 ha. 900. Cây số 16. Bốc nụ quá trời. Siêu nụ à, siêu nụ. Quá trời nụ. Siêu bông siêu nụ. Cây 16, cây số 16 hành 16. 1m5 cho 1m4 đi. Đã ngang 1m2. Cây số 16 hành 16 giá 800 nha. 800. Cây số 17. Sao nay Dũng? Sao nay Dũng không lộn số hay em ghi rõ lắm rồi nè, chuyển qua cái phương pháp mới rồi. Nay sao giỏi dữ trời. Nên càng ngày càng tiến bộ, em xài mà bây giờ đầu óc em mới gắn kiếp. Hay là tại vợ thưởng cái đầu óc minh mẫn ra phải không? Giờ một bé tư đi, cho bé tư đi. Bác kiến còn danh. Bác kiến còn danh là ghi vậy nè, rồi dắt mà kêu trong qua luôn. Không có mờ, không bay được nữa. Ok, cứ ngồi không khom mà mò hoài. Giá bằng keo lên cho nó không trôi nước phải không? Dạ. 1m4, tán ngang 1m4. Giá bằng keo trong á Nam. Nó không có bị bay. Cây số 17 hoành 18 giá 1 triệu ha. Tàn rất tròn. Tàn tròn lắm à. Này trên sạc xuống là tàn tròn cực kỳ ha. Không có bay anh. Xịt nước túi nước cô không bay. Cây số 18 hoành 17. Cao 1m6 cho 1m5 đi. Tính 1m5 thôi. Quên tao nghe. Cái này tán tròn đẹp ha. Kéo dây ra ha. Tán ngang này tới 1m3. Cho 1m2 thôi. Cây số 18 hoành 17 giá 900 ha. 900. Giá dễ chơi à? Giá này rất là mềm, dễ chơi. Rồi chúng ta tiếp tục. Cây số 19. 19. Hành 17. Ê, tàn tròn. Ê, ok. Đây là ok luôn nha. À, tầm 1m4, 1m5, 1m4. Đã ngang 1m4, 1m5 cho 1m4 đi. Cây số 19 hoành 17 giá 1 triệu ha. 1 triệu. Tròn lắm nha. Cây số 20 hoành 15. Cao 1m4. Ngang của nó. Một mét mốt đi, mét 15 cho mét mốt. Cây số 20 hoành 15 giá 700 ha. 700. Cây cũng đều tròn. Cây số 21 hành 18. Cao 1m6 à. Tính 1m5 thôi nha. Tính 1m5 thôi. Cao 1m5 thôi nha. Bớt cái đọt lại.
tán ngang 1 mét mốt, cho 1 mét đi, mét mốt, mét 15 năm á. Cây số 21 hoành 18 giá 1 triệu ha. 1 triệu. Dạ, đều, cao 1 mét rưỡi thôi nha. Để cao quá, cũng vậy, nó không đều cây. Cây số 22. 22. Mét 4. Đây, tán ngang ít rồi ta. Tán ngang 90. Cây số 22 và 16 giá 700 ha. Có nhánh nó móp móp mấy nhánh kéo rồi ha. Giờ kéo ra nó dài ra. Kỳ quá, đều. Rồi. Cây số 23, vành 18. Tiếp tục chào với các bạn là cây mang mã số 23. 1 mét rưỡi cho 1 mét 4 rồi. Đây, tàn bự rồi. Tàn quá hết. Mét rưỡi hết thuốc ha, cho mét tư đi ha. Cây số 23 hoành 18 giá 900 ha. 900. Em đôi khi đo thuốc nó sơ dịch một chút xíu thông cảm ha, lúc dài hơn, ngắn hơn thông cảm nha. Cây số 24. Cây này khó chê ha. Cây số 24 hoành 19. Cao 1m6 cho 1m5 đi ha. Tán ngang khỏi chơi nha. Hết thuốc nha. Hết thuốc. Rồi cho 1m4 đi. 1m5 cho 1m4. Cây số 24 hoành 19 giá 1 triệu 3 nha. 1 triệu 3. Thôi ship ha. Con cây này là giá cao nhất à. Mang mã số 24 thì của em này là nhích trên 1 triệu thôi. Em này đẹp. Tròn. Phong cây rộng. Tán tròn đều. Rồi, và cây cuối cùng của lô báo giá ngày 1 tháng 3 ha. Cuối cùng là cây số 25. Mang mã số 25. Rồi, cây số 25, phần 16. Lô báo giá cuối cùng ha. Cây cuối cùng của lô báo giá ngày 1 tháng 1m5 cho 1m4 đi. Bán ngang 1m1. Chỉ cần đều đầy đủ ha. Thấy cô bác anh trong dòm trong máy này nè, đứng ngoài đó. Bốn mặt có là mình kéo ra trồng lại nó đều đó. Rồi, cây số 25 là cây cuối cùng nha. Bánh 16 giá 800 ngàn bao ship. Tất cả bao ship toàn quốc ha. Các bạn thân mến là các bác nào mà bên Viettel mà ra không được thì mà có nhà xe quen nói em gửi nhà xe đi ra ha. Okay. Nhưng mà cô chú bác phải chuyển khoản cho em nha, tới nhà xe rồi phải chuyển khoản cho em nha. Ok, các bạn thân mến là cây số 25 cũng là cây cuối cùng trong cái chương trình chào giá ngày hôm nay. Thì Năm Thu cũng một lần nữa là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy phù hợp thì nhấp like nhấn chuông. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất. Rồi Dũng ơi, chúng ta còn gì để bán nữa không? Dạ, còn chứ. Còn nhiều. Nhưng hàng lít sao đi. Này thì vô đây thôi. Nhiều cũng mệt quá. Để, lô hôm nay thì chỉ chào giá với các bạn là 25 mẫu thôi. Nếu mà khi mà video được phát sóng mà có những mẫu cây nào mà các bạn thấy không ưng ý mà các bạn muốn chọn một cái dòng cây hơi khác chút xíu thì các bạn có vui lòng cứ điện thoại lại cho anh Dũng bất cứ lúc nào. Thì anh Dũng cũng sẽ thu xếp để giải quyết săn tìm cho các bạn những cái dòng cây nào các bạn thích anh Dũng ha. Có thể làm được không? Đúng rồi, có nhiều anh em không thích cây này nói là lựa những cây tàn như vậy, vậy hoặc cao. Hoặc là những cây là các bạn cho là cái giá nó quá rẻ, các bạn không thích những cái dòng này, dòng cao cấp thì dù 5 triệu, 10 triệu hay giá bao nhiêu á. Thì các bạn cứ nhờ anh Dũng thì Dũng sẽ săn tìm cho các bạn. Bởi vì anh em chúng tôi làm nghề mà, nếu mà mình tìm được những cây mà theo như ý của khách hàng cũng không khó đâu. Tại mình đi mình gặp rất là nhiều, nhưng mà quan trọng khách hàng có thích hay không hay hoặc là giá cả có phù hợp hay không thôi á. Rồi cũng chào chưa thấy chào rồi. Em chào, em xin chào anh Nam và chào cô chú bác chị em đã ủng hộ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại. Rồi bye bye các bạn ha. Để các bạn ngoài ra thì Dũng cũng còn có một mớ cây xanh đây nè. Hồi năm ngoái là trước mùa dịch á cũng mua cây xanh về cũng là chào bán.
Thì lúc này tự nhiên hắn ta ngẫu hứng là chuyển sang chơi mai không à. Thành ra xanh vẫn còn, biết cây xanh này vẫn còn nuôi ở đây. Nếu các bạn nào mà có hứng thú với cái dòng cây á, dòng cây nào mà qua những cái clip này được phát sóng thì các bạn có thể liên hệ với anh Dũng. Có lại là miệt quế, bông trang, rồi nó tùng, rồi đủ thứ nha anh. Có miệt quế bự nữa kìa. Có cái seri to, cái ổi rồi nữa. Ổi to rất nha. Rất là nhiều ha. Nhiều. Các bạn thấy không? Ở kia có hai cây miệt quế rất là lớn nè. Các bạn thấy hai cây miệt quế rất là lớn này. Để cho các bạn xem ha. Còn thời gian rảnh rỗi nông thôn cho các bạn xem. Đây, hai cây miệt quế đây. Các bạn thấy không? Hai cây miệt quế rất là lớn nè. Một gốc đẹp. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.